Đi để lại nhớ mụn đấy là tao cũng bảo còn chắc lại là đấy đấy. Đừng làm căng miệng. Đi. Nếu là đặt cái gần vào thì đặt tôi đặt thôi xem. Nhiều sưng bạch cả mặt ấy, sưng mà cứ tưởng em béo mà mặt lại lại mụ á, sưng lên sưng đấy, bị sưng đấy, tưởng tăng cân. Sau khi lấy mụn thì nó sẽ làm gì hả chị? Mình phải đắp mặt nhé, xong rồi mình sẽ ánh sáng sinh học cho nó xe chút cho lông và nó làm sạch cái da một chút. Rồi mình bôi thuốc, đặt chị một ảnh của em. Nhìn thế này thì chúng ta tưởng là mụn ngủ nhưng mà không phải đâu, ẩn thì mụn đi tiêm. Nó mụn ẩn xong là bé nặng. Nó mụn ẩn đấy xong em cứ kiểu cố cậy ra ấy. Mà nó thành ra mụn viêm đấy. Đúng rồi. Xong nó còn đây ấy. Nên là các bạn bị mụn đừng tự ý lặn ở nhà. Nói chung là khi nó đã là bệnh lý thì họ phải chữa. Nhiều lắm nó mọc cái sườn chỗ đấy là
chán ấy. Lỗ chân lông khá là rỗng cho nên là ấn vào đâu ra mụn rồi. Ăn hoa quả. Cố gắng chịu đau một chút thì lấy sạch hết luôn. Tay thì bắt đầu vuốt rồi đúng không? Đừng bắt tay cái lại như thế nhé. Đừng bị căng lắm. Căng ra tôi căng ra tập ăn ông chơi để đấy nhanh tôi căng ra lâu quá. Tao lên tàu đó.
cẩn thận nha, đừng có ngủ gật đấy. Vậy chị sẽ không chán lại đâu. Cho lên hẳn tay thì bắt đầu vớt rồi đúng không?